Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gió Mùa Ký Sự. Lời đầu tiên thì xin được chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình lại tiếp tục cập nhật cho các bạn về tình hình của dự án cầu Mỹ Dựng 2 là cầu Dây Văng dành cho cao tốc Bắc Nam ở khu vực của tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long bắc qua sông Tiền nha các bạn. Hôm nay mình xin được phép cập nhật tình hình của trụ tháp chính là trụ T15 bên bờ của tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Như các bạn đã thấy thì người ta đã tháo dỡ cũng như là một phần của cái dàn giáo và một phần của cốt pha của cái hành dầm đà ngang khi hôm trước người ta đổ bê tông lần thứ hai ở trên cái hành dầm đà ngang đó nha các bạn. Và như mình cũng đã nói hôm trước các bạn thấy rồi đó, thì ở bên trên cái phần của hành dầm đà ngang á, người ta đang triển khai làm cái phần cốt thép cho cái bệ gối nha các bạn, hay còn gọi là cái bệ đỡ á, ở bên trên đó, những cái phần cốt thép bên trên đó nha các bạn thấy đó. Và cũng như là cái đà giáo thì mình thấy là cũng đang được tháo dần dần. Nói chung là khi mà đạt đủ điều kiện và cũng như là thời gian thích hợp thì người ta sẽ dỡ đi những cái phần đà giáo ở bên dưới nha các bạn, những cái khung sắt màu xanh đó. Đó, bên trên mình tiếp cận lại gần cho các bạn xem rõ cái phần mà cái bị gối nè đó, triển khai người ta đang triển khai cho phần cốt thép, phần sắt thép đó, cho cái bị gối để tiếp tục những cái ngày sau nữa thì người ta sẽ ốp những tấm vách vô nha các bạn, ốp những tấm vách vô và sau đó người ta sẽ đổ bê tông cho cái bị gối đó. Còn bên trong đây là cái phần mà nhịp chính của phần cầu cạn nè, bên địa phận của tỉnh Tiền Giang. Theo như mình được biết thông tin là hình như cái này là thuộc khu vực của xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè các bạn. Thì này là huyện Cái Bè rồi đó, này hình như là xã Hòa Hưng. Tại vì mình không ở khu vực này nên mình không gần cái địa phương địa chỉ chính xác cho lắm nha các bạn. Xã Hòa mình nhớ không làm là xã Hòa Hưng. Ở đây là cái này đang chuẩn bị đổ xà mũ nè cho cái cột đó. Đây nè, đây rồi cái phần cốt thép đang được lắp vào để mà đổ cái xà mũ nè. Đó, một bên thì được lắp cốt thép, bên phải cốt thép lắp nhiều đó, còn bên trái thì đang trong quá trình lắp dần dần. Đổ xà mũ xong thì người ta sẽ tiến hành để lắp những cái phiến dầm lên bên trên này nha các bạn. Như ở bên phần của cầu cạn của bên địa phận của tỉnh Tiền Giang á, nhịp chính á, mình thấy là người ta lắp bằng những phiến dầm Super T nha các bạn. Đó, đây là những phiến dầm Super T nè. Khi mà lắp những phiến dầm Super T xong rồi thì người ta sẽ tiến hành đổ cái bê tông, cái sàn, cái mặt bằng bên trên nè. Đó, rồi sau đó người ta sẽ đổ bảo dưỡng xong rồi nó tiến hành làm cái giải phân cách ở giữa tim đường các bạn thấy đó. Đó, có những cái phần mà những cái tấm vách đó, người ta để mà người ta đổ bê tông làm cái giải phân cách ở giữa tim đường á. Và hai bên ở đoạn này, những cái khung sắt hai bên các bạn thấy cặp hai bên của cái lan can cầu không, để làm lan can và cũng như là để gọi là nói chung là hai cái tấm váy cầu hai bên đó. Đó, mình đang di chuyển ở bên trên nhịp chính của đoạn cầu cạn bên phía địa phận của tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Và dần dần xuống mố cầu nè, để mình di chuyển coi hết cái phần nhịp chính này cho các bạn xem coi cái đoạn mố cầu là đoạn tiếp đất á, người ta thi công ra sao như thế nào rồi nha. Đoạn này các bạn thấy ở đó hoàn thiện nè. Sau này khi mà hãm nhựa xong, người ta sẽ làm cái khe co giãn ở mỗi cái nhịp cầu như thế này. Đây chính là cái đoạn mố cầu nè, đoạn kết thúc cái nhịp chính nè, để xuống cái phần hết cái phần cầu cạn nè, tiếp đất nè. Đó, cái phần mà xà mũ của cái bị đỡ cho cái bị gối cho các phiến dầm thì xong rồi nè, thì lắp cái phiến dầm lên là sao là hoàn thiện cái đoạn này để nối với cái phần cầu cạn, phần mà đất liền bên dưới. Mình xin nhắc lại đây là địa phận bên phía địa phận của tỉnh Tiền Giang, huyện Cái Bè nha các bạn. Đây là chính là dự án cầu Mỹ Dựng 2. Thì dự án cầu Mỹ Dựng 2 là dự án dành cho cao tốc Bắc Nam. Thì cái cầu Mỹ Thuận 2 nó song hành với cầu Mỹ Thuận 1 nha các bạn. Cầu Mỹ Thuận 2 này dành cho cao tốc và nó có chiều dài của nhịp chính là 1906m với bề rộng mặt đường của nhịp chính là 25m nha các bạn, cho 6 làn xe hạn chế. Bây giờ mình di chuyển trở ra ngoài trụ tháp chính bên phía địa phận của tỉnh Tiền Giang nha. Trụ tháp chính Dây Văng, trong các gói thầu hiện tại gọi này chính là trụ T15 ở ngoài lòng sông á.
ở trụ tháp chính mà lòng sông là trụ T15. Đây là phần nhịp chính để dẫn ra ngoài trụ tháp chính bên phía địa phận tỉnh Tiền Giang nè. Đoạn này mình thấy đã lau lắp dầm xong rồi nè. Sắp tới người ta sẽ đổ bê tông, sàn mặt bê tông lên bên trên. Còn cái đoạn mà cái trụ cầu này thì đang làm cái xà mũ bị đỡ cho các phiến dầm. Đó, đây chính là tiến độ bên phần nhịp chính và phần cầu cạn bên địa phận của tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Thì dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài là 6,61 km, tính luôn hai cái phần đường dẫn ở hai bên cái đầu cầu bên phía địa phận của tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long nha các bạn. Đó, hôm trước mình có quay cái đoạn này, các bạn thấy cặp bờ sông nè, bên dưới những chiếc xà lan nè, người ta chuẩn bị sẵn những các phiến dầm super T rồi đó, để người ta lau lắp lên bên trên, ở bên trong phần đất liền á, lau lắp lên bên trên, vận chuyển lau lắp lên bên trên. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái phần mà trụ T15, trụ tháp chính cầu Mỹ Thuận 2 bên phía địa phận ở tỉnh Tiền Giang nha. Còn phía xa xa các bạn thấy bên tay trái mình đó, đó chính là cầu Mỹ Thuận 1, cầu Mỹ Thuận hiện hữu đó, dành cho các phương tiện đường bộ trên quốc lộ 1A di chuyển. Đó, thì các tấm vách, các phần cốt khoa đã tháo ra phần dần dần rồi nè. Giờ mình tiếp cận lại gần xíu nữa cho các bạn xem rõ nha. Thì đang trong thời gian này người ta cũng đang tháo ra dần dần. Rồi và hôm nay mình lại cho các bạn xem cái phần mà hai bên cái phần đầu dầm. Lúc trước mình có chia sẻ ở hai bên đầu dầm của hành đà ngang á. Hôm trước thì các bạn thấy cái đó, thì những clip trước mình chia sẻ cái phần mà cắt cáp nè, bắt đầu là luồn cáp, sau đó cắt cáp đó, rồi triển khai niêm neo đó, rồi cắt cáp, rồi sau đó hả là bơm vữa sica vào trong cái ống gen của cái phần cáp thép á đó, rồi bịt đầu dầm. Mình thấy là đã bịt đầu dầm hết rồi nè, đó bịt đầu dầm hết rồi nè, đó các bạn thấy không, những cái phần chính giữa đó của những cái cục u lên đó, đó chính là cái phần mà đầu dầm ấy nha các bạn. Đó, thì đây chính là hình hài tiến độ mới nhất trên kênh của mình. Sau khi mà người ta đã bịt đầu dầm xong ở hai bên phần đầu dầm hành đà ngang á, người ta sẽ trám bê tông lại cho nó kính, cho nó liền lạc với cái phần thanh luôn nha các bạn, giống như cái phần thanh thì nó sẽ trơn như vậy luôn á. Thì để coi mình có thời gian, nếu mà lên nghe trùng hợp ngay lúc mà người ta sẽ trám bên hai cái phần đầu dầm của hai bên á, thì sẽ may mắn, nếu mà may mắn lên ngay lúc đó thì sẽ chia sẻ với bạn ngay lúc đó. Ở bên trên thì mình thấy là hai cái đốt đúc ở bên trên của thanh trụ tháp nè, nó đang đổ lên bên trên rồi. Theo như mình nhìn thấy là đây là đổ, là đang đúc cái đốt S16, đang đúc cái đốt S16. Các bạn thấy bên góc phải màn hình không, có một cái phần phương tiện hợp đang di chuyển lên, đó chính là cầu hang mái cho anh em công nhân á, để đưa các anh em công nhân lên trên cái phần mà đúc ở bên trên nè, cái thanh trụ tháp nè, để cho nó nói chung là đi di chuyển lẹ hơn so với bằng đi thang bộ các bạn, vận chuyển anh em đi công nhân đi lên trên đây này cho lẹ. Đang trong quá trình triển khai và đúc cái đốt S16 lên tới đỉnh tháp là đốt S33 nha các bạn. Mình đang quay vào lúc buổi chiều, năm mấy sáu chiều rồi nha các bạn, cho nên là anh em công nhân người ta hết ca nè, hết giờ làm việc, giờ anh em công nhân chuẩn bị đi xuống nghỉ ngơi đặng giao ca khác. Có lắp cái máy hang bộ như thế này, mình có thể nói là vận chuyển anh em rất là tiện đối với những công trình mà ở trên cao như thế này đó, mà lại an toàn nữa. Còn đi bộ thì nó hơi mất thời gian. Có hang bộ nha các bạn, lúc trước thì có hang bộ thì triển khai đến cái hành dầm đà ngang à, nhưng mình thấy là người ta bỏ phần hang bộ rồi, hang bộ đi lên thì cũng khá là lâu. Mình quay ngay lúc mà anh em nghỉ rồi nè, cho nên là đang đổi ca buổi chiều. Rồi bây giờ mình tiếp cận ở bên trên cho các bạn xem nha. Bên trên đây là chính là hai cái đốt đúc nè,
hay đốt 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 này lên đến đỉnh tháp nha các bạn. Nó sẽ có rỗng bên trong và có hình mà ngũ giác như thế này. Rồi mình qua đây xem một chút xíu nha. Đây phần bên đây nè, mình thấy các cái phần mà cốt thép được lắp vào rất là đều đặn nha các bạn, tương đối khá là đồng đều luôn á. Đó thì hôm nay mình có chia sẻ đôi chút về cái dự án cầu Nguyễn Hai bên phía địa phận của trụ tháp T15 là bên phía địa phận của tỉnh Tiền Giang, huyện Cái Bè. Thì các bạn xem video nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Đây là những chia sẻ mới nhất của mình về cập nhật dự án cầu Nguyễn Hai.